Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chiến thắng của Sử Lý Cup trong giải đấu là điều không thể tưởng tượng được. Đội chính chỉ có 3 người, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần và Đới Thượng Hành. Những người còn lại đều là thành viên của nhóm Sobi. Chiến thắng này gần như là một phép màu. Vậy sau cuộc thi, đội Sử Lý Cup đã nhận được những giải thưởng gì? Và những người chiến thắng trở lại đã được chào đón như thế nào tại học viện? Hãy cùng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Huyền Lão, Ngôn Tiểu Chết và người đứng đầu học viện là Mục Ân đã chờ đợi những người chiến thắng tại học viện. Lúc đầu thì họ bận tâm đến vấn đề với Mã Tiểu Đào và tàng hỏa của cô ấy sau giải đấu. Thế nhưng có vẻ như Mục Lão đã tìm ra cách giúp đỡ hoàn cảnh của cô. Các giáo viên và những người khác không thể tin rằng Sử Lý Cup với thành viên như vậy lại có thể bảo vệ được vinh quang của học viện. Mặc dù yếu hơn đối thủ rất nhiều, sau trải nghiệm này họ sẽ có chỗ đứng. Và điều thú vị nhất là học viện cũng sẽ không tiết kiệm cho sự đóng góp của họ. Thứ nhất, giải đấu và chiến thắng này sẽ đi vào sử sách và họ sẽ được trao những phần thưởng chưa từng có. Về phần lễ trao giải ở Tinh La Đế Quốc cũng không công khai, cũng không trang trọng. Thế nhưng giải thưởng có chất lượng cao nhất, ngoài việc nhận được một lượng tiền vàng hào phóng, người chiến thắng tức là Học viện Sử Lý Khắc còn được thưởng 4 khối hồn cốt. Trong đó có khối hồn cốt cánh tay phải của băng Bích Hà tu vi 7 vạn năm của Vua Hào. Đây là phần thưởng bổ sung cho nhà vô địch. Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ đã hào phóng tặng nó cho Vua Hào. Chu Lão Sư chính là người lựa chọn những khối hồn cốt còn lại. Cô hiểu khá rõ các đệ tử của mình và khả năng nhìn hàng cũng rất tốt, đã chọn những hồn cốt vô cùng ngầu. Giá trị của 4 khối hồn cốt không còn có thể đo lường được bằng tiền. Tất cả các thí sinh lọt vào bán kết của giải đấu đều được trao giải. Thế nhưng chỉ người thắng cuộc mới nhận được 3 khối hồn cốt, còn người về nhì nhận được 1 khối. Khi mà hồn cốt được đưa về Sử Lý Khắc, nỗi lo lắng mà cả đoàn cảm thấy khi mà mới đến đã biến thành niềm tự hào và vinh quang. Hầu như tất cả các giáo viên, viện trưởng và phó viện trưởng đều đứng trước cổng thành của Sử Lý Khắc. Họ tập hợp lại để chào đón những anh hùng trở về. Sau đó Sử Lý Khắc cũng đã quyết định mọi người sẽ được khen thưởng tại Hải Thần Các. Vua Hào và Vương Đông đều không biết Hải Thần Các là gì, thế nhưng Đới Thượng Hành và Lăng Lạc Thần thì lại biết nhiều hơn. Bọn họ đều đến từ nội viện của Sử Lý Khắc. Hải Thần Các chính là nơi để tổ chức các cuộc họp chính thức, đồng thời cũng là một kho báu thực sự. Tất cả những bí mật quan trọng nhất đều được cất giữ ở đó và thường không ai được phép vào ngoài trừ các trưởng lão và 4 viện trưởng. Thật là một vinh dự đáng kinh ngạc khi mà được có mặt ở đây. Ngôn Tiểu Chiến khen ngợi sự cố gắng và sự kiên trì của tất cả các thành viên. Tất cả đều gánh trên vai vinh quang tỏa sáng của Sử Lý Khắc. Trong một giải đấu lẽ ra chỉ dành cho các trường bối, nhóm Zobi lại chiến đấu không ngừng nghỉ và đạt được chức vô địch nhờ nỗ lực của chính mình. Ánh sáng hào quang làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Sử Lý Khắc học viện quyết định thưởng cho đội Sobi 2 phần thưởng khác nhau. Vì chiến thắng trong giải đấu, học viện cũng quyết định tặng thêm 3 khối hồn cốt nữa. Mỗi người trong nhóm đều có thể nhận được 1 khối hồn cốt. Mọi người đều vui mừng vì mỗi người trong số bọn họ sẽ được ban cho 1 khối hồn cốt nên sẽ không phải lựa chọn ai sẽ nhận nó. Hãy tưởng tượng có tới 7 khối hồn cốt, mỗi người sẽ nhận được 1 chiếc. Tuy nhiên hồn cốt là một thứ vô cùng quý hiếm, thế nhưng giải thưởng thứ 2 còn chưa từng có. Học viện Sử Lý Khắc từ thời điểm này trở đi đã trao tặng danh hiệu Sử Lý Khắc thất quái suốt đời cho tất cả đội Sobi. Vua Hào và những người khác nghe được những lời này không khỏi kinh ngạc kêu lên. Thông thường danh hiệu Sử Lý Khắc thất quái chỉ nhận được trong 5 năm đại diện cho học viện trong giải đấu, và sau khi tốt nghiệp họ không còn danh hiệu này nữa. Tuy nhiên thế hệ thất quái này rất đặc biệt, khi mà họ nhận được danh hiệu trọn đời của Sử Lý Khắc thất quái kể từ thời kỳ huy hoàng của Sử Lý Khắc đường tam của 16 người còn lại, gọi là thất quái đời đầu. Cái tên này vẫn tiếp tục đại biểu cho sự vĩ đại. Đội của Vua Hào và Vương Đông sẽ đi vào lịch sử. Vinh quang vốn thuộc về Sử Lý Khắc từ này sẽ khắc sâu vào tâm hồn của bọn họ, tỏa sáng suốt cuộc đời mình. Giải thưởng này đã gây ra một cú sốc cho mọi người đến mức không thể nào diễn tả bằng lời. Vua Hào và những người khác đều không nói lên lời. Cuối cùng thì họ đã hiểu tại sao mình được gọi đến Hải Thần Các. Thế nhưng đó cũng là một trách nhiệm lớn lao. Tất cả phải cố gắng để xứng đáng với danh hiệu Sử Lý Khắc thất quái, và để làm được điều này phải chăm chỉ để duy trì vinh quang như họ đã làm tại trong giải đấu. Phần thưởng đơn giản là tuyệt vời, và đây cũng là phần kết hay nhất cho chương của giải đấu Tinh Anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này anh em nhé. Cuối cùng theo thì gì, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.